vi pháp Như mộng huyện bào ảnh Như lộ diệt như điện Tương tá như thị quán Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 16 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Cư Sĩ Lâm Singapore phát cái nguyện tôi muốn thành phật chấp trước ở trên cái phật này bạn không thể thành phật không được chấp trước nguyện thì có cần phát hay không cần phát tâm có nên có hay không không được phép có có nguyện không được có tâm cái sự việc này rất khó không có tâm chẳng phải nguyện không có rồi sao tâm với nguyện là hai sự việc khác nhau hai sự việc phải hiểu rõ ràng có nguyện Không được có tâm Có tâm là gì vậy? Có tâm là có trụ rồi Vô tâm mới vô trụ Cho nên Có nguyện Có nguyện bạn lại có hành rồi Sinh tâm rồi Vô trụ sinh tâm Nó có thể sinh tâm Cho nên không được phép trụ Thành Phật Không được phép trụ tướng Thành Phật từ đó cho thấy Học Phật Cũng không được học cái tướng đó của Phật Học cái tướng đó của Phật Bạn chẳng phải đã chấp trước rồi sao Độ chúng sanh Giúp tất cả chúng sanh Lại không được chấp trước Cái tướng độ chúng sanh Nếu như bạn dính vào Cái tướng độ chúng sanh Vậy thì bạn phiền não vô biên rồi cửa phật cũng có một câu nói việc tốt không bằng không việc việc tốt không bằng không việc thế còn độ chúng sanh cái gì thế chẳng phải không được độ không độ chúng sanh rồi Phật tổ Mỗi câu nói Đều là thuốc Bạn thấy Ngài nói lời nói này Đối với người nào vậy Cái thuốc này của Ngài Là trị những người bệnh nào vậy Người đó bị mắc bệnh gì Chúng ta hiện nay Ngay cả việc tốt cũng không muốn làm rồi Thế lại bảo việc tốt không bằng không việc Thế thì hỏng Thuốc dùng sai rồi Chúng ta hiện nay phải khích lệ người Làm nhiều việc tốt Trong Kinh Kim Cang không trụ tướng Nên không chỗ trụ Mà hành bố thí Khuyên bạn làm việc tốt Trái lại không nên nghe lời của cư sĩ bàn Việc tốt không bằng không việc Cư sĩ bàn là trị loại người khác Người thích làm việc tốt mà dính tướng Dính tướng là sao? Sanh phiền não Cho nên lời nói đó của họ Là trị người bệnh gì? là đối với loại người nào chúng ta phải hiểu rõ ràng chúng ta là loại người nào bệnh chúng ta bị bệnh là bệnh gì chúng ta dùng phương pháp gì để đối trị pháp nếu không khế cơ có thể hại chết người cái này các vị phải biết phật pháp hay không hẳn thế là giống như thuốc vậy thuốc rất hay không sai thật sự tốt không bạn uống đi, thử uống tùy tiện, bảo đảm dù uống là chết ngay. Không đúng bệnh mà Phật pháp cũng là như thế, pháp phải khế cơ mới có thể giúp người khai ngộ chứng quả. Pháp nếu không khế cơ sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của người. Cái sai lầm này rất là nặng, nặng hơn giết hại thân mạng của người. Đây là đoạn pháp thân huệ mạng của người Cho nên Chủ nghĩa chung của bản kinh Cũng có thể nói nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Là bảo chúng ta Không nên chấp trước Bạn thấy Trên thành Phật đạo dưới hóa chúng sanh Đây là sanh tâm Thực không có gì để thành Thực không có ai để hóa Là vô trụ Nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy phải phù hợp cái nguyên tắc Chỉ đạo tối cao này Tắc tánh đức cứu cánh Thể dụng viên mãn Nhi xưng vi đại bồ đề hỷ Đây mới thật sự là một vị đại bồ tát Thật sự đây không phải là lời tán thán Tại sao vậy? Nếu bạn thật sự có thể làm được cái này Tâm địa thanh tịnh mà chẳng trụ vào đâu, đây là chân tâm hiển lộ, chính là minh tâm kiến tánh. Lại có thể trên thành dưới hóa. Đây không phải pháp thân đại sĩ là gì? Chính là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Đây là giới thiệu Bồ Tát. Giới thiệu Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin lật qua trang, chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Như niệm Phật pháp môn bổn thị chí viên chí đốn chi vô thượng diệu pháp nhân hành nhân phát tâm bất đại chỉ tri tự liễu tất tối thượng thừa pháp cánh thành vi tiểu thừa hỷ sở dĩ chỉ năng giảng sanh hạ phẩm thầm thả tịnh hạ phẩm Việc bất cấu Khởi bất thượng phụ Phật ân Hạ phụ kỷ linh Thử giai do bất minh Vô thượng đại pháp chi sở Dĩ nhiên giả thì học Phật bất năng Bất khai trí tuệ Đồng tu đạo tràng chúng ta Đại bộ phận Đều là niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Cư sĩ Giang Dị Nông Tuy là một đời Đều nghiên cứu Học tập Kinh Kim Cang Bát Nhã Nhưng ông niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Cái mà ông đề cao là Giáo tông thì dùng bát nhã Hành thì ở di đà Cho nên thời khóa sáng tối của ông là Tụng kinh di đà Niệm Phật di đà sự nghiên cứu kinh điển của ông Là chuyên hạ công phu Trên kinh kim cang bát nhã Niệm Phật Cái pháp môn này Không chỉ là Một số Các bậc thiện tri thức Tán tán Thật sự Cái pháp môn này là mười phương ba đời tất cả chư phật như lai cùng tán thán các bạn xem kinh di đà sáu phương phật tán thán là biết ngay trong kinh vô lượng thọ mười phương phật tán thán là rất rõ ràng rất minh bạch ngài là người mà tất cả chư phật tán thán quả thật đúng là chí viên chỉ đốn Viên là viên mãn Đốn là đốn siêu Không có pháp môn nào Nhanh hơn pháp môn này Cách nói thế này Là ngay cả tổ sư Khai Sơn Của Pháp Tướng Tông Đại sư Huy Cơ cũng thừa nhận Đại sư Huy Cơ Có chú giải Kinh A-di-đà Gọi là thông tán sớ Kinh Di Đà thông tán sớ Là do Đại sư Huy Cơ làm Là Tổ sư của Pháp Tướng Tông Ngài ở trong chú giải của Ngài Cũng thừa nhận Cái pháp môn này là Đại giáo Đúng nhất Là nhanh nhất Nếu một ngày đến bảy ngày Là thành công rồi còn có pháp môn nào có thể nhanh hơn pháp môn này tìm không ra sẽ không có hơn nữa cái pháp môn này người nào tu hành có thể thành công vậy bất kỳ người nào phụ khắp ba căn gồm thâu lợi độ đây thật sự là bất khả tư nghị những pháp môn khác cũng có giáo pháp viên đốn nhưng mà nó phải đầy đủ điều kiện thường căn lợi trí không phải người căn tánh đó thì không có công dụng thiền tông là chí viên chí đốn ở trung quốc trong các tổ sư nhiều đời người thực sự thành tựu đại chúng minh tâm kiến tánh là lấy người dưới hội của Đại sư Lục Tổ Huệ Đăng là nhiều nhất cũng chẳng qua có 43 người mà thôi. Các vị thường nghĩ năm xưa những Đại sư gần gũi Đại sư Lục Tổ người học tập với Ngài đâu có dưới dạng người chắc chắn không dưới mà thật sự thành tựu chỉ có 43 người. Bạn hãy nghĩ, khó biết bao. Trước lục tổ, người thành tựu dưới hội bất kỳ một vị tổ sư đại đức nào cũng không có nhiều người như vậy, sau lục tổ cũng không có. Rất nhiều tổ sư chúng ta nhìn thấy trong số học trò của họ, người thấy tánh, người đại triệt đại ngộ. Chỉ một người, hai người, ba người Vì nhiều thì năm sáu người Đó là giỏi lắm rồi Là rất hy hữu rồi Phần lớn đều là một vài người Dưới hội lục tổ được 43 người Không tiền khoáng hậu Cái ngưỡng cửa Viên đốn đó thật cao Chúng ta những người này trèo không tới được Vô ích Tịnh tông cái pháp môn này Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện Tính Nguyện hạnh Là thành công rồi Bất luận là người nào Thật sự tin Thật sự muốn về thế giới cực lạc Thật sự muốn gặp a di Đà Phật Thật thà niệm Phật Là thành công Loại điều kiện này Chúng ta làm được Sau khi nghe xong Nghĩ lại mình vẫn có thể Vẫn không có vấn đề gì Giống như thiền thì không được Chúng ta vô phương Giáo chúng ta cũng không cách gì Những pháp môn khác Chúng ta gặp được rồi Nghĩ lại căn tánh của mình không được Vô phương Cái pháp môn này thì được Cho nên pháp môn này Cổ Đức nói Dạng người tu, dạng người chẳng sanh Không sót một người nào Thật sự là Diệu pháp vô thượng và sự sâu sắc của kinh điển tịnh tông cũng quá thật là bất khả tư nghị cổ đức lại nói kinh vô lượng thọ tức là trung bản hoa nghiêm chúng ta đối với sự sâu rộng của kinh hoa nghiêm tuy không thể hoàn toàn hiểu rõ nhưng cũng nghe nói qua sự sâu rộng của kinh vô lượng thọ giới hoa nghiêm là như nhau là trung bản hoa nghiêm nói nó là trung bản vậy đương nhiên còn có tiểu bản tiểu bản là gì vậy phật thuyết kinh a di đà Sự sâu rộng của giáo nghĩa Kinh A-di-đà Cũng tương đồng với Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Không hai, không khác Chúng ta cũng thể hội được một chút Thể hội được từ đâu vậy? Từ trong sớ sao của Đại sư Liên Trì Đại sư Điên Trì Đã làm chú giải cho Kinh Di Đà Gọi là Sớ Sao Học trò của Ngài Thành thực Tự mình Nghe Lão Pháp Sư Giảng Kinh Di Đà Viết thành bút ký Đem bút ký với Sớ Sao Hợp chung lại Cái bút ký đó của Ngài gọi là Sớ Sao Diễn Nghĩa chúng ta sau khi đọc xong mới thật sự tin giáo nghĩa kinh di đà cùng hoa nghiêm là như nhau là không có khác biệt đây là chứng tỏ viên đến cực điểm rồi đốn đến cực điểm rồi đốn là nhanh chóng do người hành phát tâm không lớn đây là rất đáng tiếc hành là những người tu tịnh độ này tâm lượng quá nhỏ tâm lượng nhỏ thì pháp lớn cũng biến thành pháp nhỏ rồi người tâm lượng lớn thì pháp nhỏ cũng biến thành pháp lớn bạn tin không Kinh Kim Cang mới giảng qua Thích Ca Ni Phật trước y trì bát Đó là Pháp gì vậy? Đại Pháp Đại Pháp vô lượng vô biên Từ đó cho thấy Tâm lượng lớn Thì từng ly từng tí Nhất cử nhất động Đều là Đại Pháp viên mạng Bồ Tát Vô lượng pháp hành Pháp môn vô lượng Vô lượng pháp hành Họ ở trong một môn Hiển lộ không dấu vết Đều biểu hiện ra rồi Đây là điểm mà Phạm phu thông thường chúng ta Rất khó thể hội Như tu Bồ Đề Ngài đã biết Ngài đã nhìn ra rồi thật sự là chí viên chí đốn diệu pháp vô thượng cho nên chúng ta phát tâm nhỏ quá nhỏ rồi chỉ biết tự liễu thực sự mà nói người có thể biết tự liễu là không nhiều rồi như thế đại đa số người niệm phật tu tịnh độ việc họ làm là gì vậy họ là lấy cái pháp môn này để đổi kẹo ăn bạn nói điều này có đáng tiếc không tại vì sao nói đổi kẹo ăn vậy là cầu phú quý cho đời này cầu sự bình an cho đời này cầu khỏe mạnh trường thọ đây gọi là đổi kẹo ăn bạn bảo tồi tệ hay không? Họ có thể tự liễu là khá rồi Tự liễu là gì? Họ muốn ra khỏi tam giới Họ muốn giảng sanh Phật quốc Vậy là rất khó Rất không dễ dàng Tâm lượng nhỏ rồi Tâm lượng nhỏ là gì? Phàm thánh đồng cư độ Hạ bối giảng sanh Nói lời thành thật Ở chỗ này gọi là giảng sanh hạ phẩm Phải là hạ bối ở trong Kinh Vô Luận Thọ Không phải là hạ hạ phẩm Chúng ta ở trong Kinh Đọc rất rõ ràng Người hạ hạ phẩm giảng sanh Đó là người tạo tác Ngũ nghịch thập ác Tội nghiệp cực nặng Tuy là chúng ta mỗi ngày Cũng tạo tác tội nghiệp Nhưng không nặng như vậy Cho nên giảng sanh nhất định không phải hạ hạ phẩm cũng không thể là hạ trung phẩm. Hạ trung phẩm là người nào vậy? Là người xuất gia, phá giới, tạo tác đủ thứ ác nghiệp. Hạ phẩm trung sanh. Cho nên từ đó cho thấy, chúng ta không giảng sanh thì thôi, giảng sanh phẩm vị thấp nhất phải là hạ phẩm thượng sanh. Nếu như tu tốt một chút thì trung bối giảng sanh thượng bối giảng sanh Cái đạo lý này nhất định Cho nên Tội nghiệp không sợ Phải biết sám hối Giảng sanh phẩm vị cao thấp Tất nhiên là có quan hệ với công phu tu hành thường ngày Ngậu Ích Đại Sư nói Phẩm vị cao thấp Tùy vào bạn công phu sâu hai cạn đây là bình thường dụng công còn có một cái là công phu sám hối công phu sám hối cũng có sâu cạn khác nhau bạn cái tâm đó là có phải là chân tâm thuần tâm hay không sự thành khẩn chân thành đến cực điểm sám hối như thế thì phẩm vị bất khả tư nghị chúng ta xem thấy ở trong kinh quán vô lượng thọ vua a xà thế tội nghiệp bà vua a xà thế tạo là ngũ nghịch thập ác giết cha hại mẹ cấu kết với đề bà đạt đa phá hòa hợp tăng làm thân Phật chảy máu Làm những việc này Cái tội nghiệp đó Là tội nghiệp địa ngục A Tỳ Trước khi lâm chung Ông sám hối rồi Biết mình sai Thật sự phát nguyện hối cải Niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ Ông cũng chẳng sanh rồi Phật ở trong kinh vua A xà Thế Trong Đại Tạng Kinh có Ông giảng sanh phẩm gì gì vậy Là nằm ngoài sức tưởng tượng chúng ta Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến Thượng phẩm trung sanh Người tạo loại tội nghiệp đó Khi chúng ta bình thường thấy ở trong Kinh Đó phải là hạ phẩm hạ sanh mới đúng đây chính là Hạ phẩm hạ sanh Khi họ thật sự sám hối Niệm Phật giảng sanh Quyết định có thể đi được Chỉ xem năng lực sám hối của họ Tâm lực sám hối của họ lớn Tâm sám hối Cứu cánh viên mãn Cho nên trước nay Sám hối có trình độ sâu cạn khác nhau Giống như vua A-xà-thế sám hối có thể đạt đến thượng phẩm trung sanh. Vì thế, chúng ta hiểu được những sự thật này, hiểu rõ những đạo lý này. Đối với những người tạo tác tội nghiệp đó, không nên xem thường, không nên coi khinh họ. Biết đâu lúc họ làm chung vừa sám hối phẩm vị còn ở trên ta. Thế thì bình thường bạn xem thường họ, khinh mạng họ, đến thế giới cực lạc gặp mặt cũng thật là ngại ngùng cho nên đối với mọi người phải cung kính cho dù khi họ phá giới tạo tác tội nghiệp cũng phải cung kính cái này là chắc chắn chính xác bồ tát phổ hiền dạy chúng ta lễ kính chư phật chính là cái ý nghĩa này cho nên chúng ta phải dùng tâm cung kính đối xử người ta cơ duyên của mỗi người khác nhau không chừng họ lúc lâm chung một niệm sám hối Giống như vua a xà thế vậy Đó là sự thật Phẩm vị đó bỗng chốc đã nâng lên cao rồi Như thế đoạn này Nói rõ học Phật phải có trí tuệ Không có trí tuệ thì tâm họ không lớn Tâm lượng nhất định phải lớn Đặc biệt là Đọc Kinh Kim Cang Nhất định Phải lấy Thế Tôn làm tấm gương Hay nói cách khác Ta phải học cái tâm lượng lớn của Thế Tôn Phải học sự hành trì Viên mãn như vậy Của Thế Tôn Cái hành trì viên mãn này Tôi ở phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị Là phải làm tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Bạn nhớ kỹ câu nói này là được rồi Đây chính là Phật đây chính là Đại Bồ Tát Không phải chỉ làm cho vài người thấy Thích ca mâu Ni Phật biểu diễn cái này Là làm tấm gương tốt cho người tận hư không cấp pháp giới Chúng ta ngày nay bất luận Mình làm phương thức sống như thế nào Không cần đổi Vẫn ngay trong phương thức sống của mình Bản thân làm việc ở loại ngành nghề nào Cũng không cần phải đổi là ngay trong cái ngành nghề này của bản thân bạn bạn phải làm nên điển hình làm nên mẫu mực làm nên tấm gương tốt cái này chính là phật pháp cái này chính là tự hành hóa tha hàng phục kỳ tâm thị lệnh vọng tưởng bất khởi sự bất giác giả giác sơ phát tâm nhân hạ thủ chi hữu hàng phục cố nhân vấn đẳng cầu tức giọng mạc cánh mịch chân tức thị thử ý tôn giả hỏi phải trụ vào đâu làm sao hàng phục tâm nhưng thế tôn trả lời chỉ trả lời hàng phục tâm Không có nói trụ Nói thật ra Ba vấn đề mà Ngài hỏi Ba vấn đề Là cùng một ý nghĩa Thế tôn ở trong ba vấn đề này Chỉ cần trả lời một cái Là ba cái đều trả lời viên bản rồi Tại sao không trả lời Từ trên Phát Tâm Bồ Đề vậy Phát Tâm Bồ Đề Mọi người khó hiểu tại vì sao không đáp từ trên vô trụ vậy vô trụ rất khó thể hội từ hàng phục tâm mọi người đều ấn tượng sâu sắc cũng tương đối dường như cụ thể cho nên thế tôn chọn cái vấn đề này để giải quyết trước tiên làm thế nào đem cái vọng tưởng vọng tâm này phục nó được vọng tâm chính là bất giác cho nên các vị phải biết giác tâm bất động nếu như bạn đã giác ngộ rồi giác ngộ rồi tâm là thanh tịnh giác tâm là thanh tịnh giác tâm là bất động bất giác là động bất giác là không thanh tịnh bất giác là không bình đẳng Khiến người bất giác giác chính là khiến người vọng niệm lên xuống không ngừng phải đem nó dừng dứt sạch khôi phục về tự tánh tâm thanh tịnh người sơ phát tâm người học Phật chúng ta bước đầu tiên chỉ là có bắt tay làm từ chỗ này Bất luận là Tông phái nào Bất luận là Pháp môn nào Gọi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Pháp Là phương pháp Môn là con đường Phương pháp con đường Tu học khác nhau cách thức không giống nhau mục đích chỉ là một là làm sao hàng phục tâm các vị phải biết mục đích chỉ là một cho nên nói pháp môn bình đẳng con đường khác nhau nhưng về cùng mục đích nhất định phải hiểu cái đạo lý này sau đó Tâm của bạn mới có thể định lại được Mới không Nảy sinh Quan niệm sai lầm Pháp môn này của tôi tốt Pháp môn của anh không tốt Cái quan niệm này là sai lầm Kết nối này Chính là phỉ bán Phật Phỉ bán Pháp Phỉ bán Tăng bạn nói cái pháp môn đó không tốt pháp môn này tất cả là do phật nói bạn chẳng phỉ bán phật hay sao xưa nay trong và ngoài nước người nương theo pháp môn này tu hành rất nhiều thế thì chẳng phải phỉ bán pháp sao rất nhiều người dùng pháp môn này tu hành chứng quả rồi thế bạn chính là phỉ bán tăng cho nên tuyệt đối không được nói như vậy chỉ có thể nói cái pháp môn đó Thích hợp với họ Không thích hợp với tôi Là giống như trong tiệm thuốc Rất nhiều loại thuốc Không thể nói nó không tốt Nó đều có thể trị bệnh Có một số loại thuốc Không thể trị bệnh của tôi Có thể trị bệnh của họ Hiểu rõ cái đạo lý này Thì chúng ta sẽ không phỉ bán pháp sẽ không coi thường những pháp môn khác cùng pháp môn mình tu không dám coi thường không những không coi thường mà phải tôn trọng phải cung kính họ có năng lực họ có trí tuệ họ có thể tu học cái pháp môn đó cái này là Nhất định phải hiểu rõ Nếu không thì bạn tu tốt đi nữa Bạn vẫn phê bình người khác Phê bình pháp môn khác Nói lời thành thật Giảng sanh cũng không thể đi được Tại sao vậy? Bởi vì bạn phỉ bán đại thừa Bạn phỉ bán pháp Cái tội này rất nặng Sẽ chướng ngại bạn giảng sanh Huống hồ Khởi tâm động niệm Là tâm địa chúng ta Bị ô nhiễm không thanh tịnh không bình đẳng ở trong đề kinh kinh vô lượng thọ đã đem nguyên tắc tu hành dạy cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh đã dạy cho chúng ta rồi cho nên chúng ta nhìn tất cả pháp môn phải dùng tâm thanh tịnh mà nhìn phải dùng tâm bình đẳng mà nhìn dùng tâm giác mà nhìn đều phải tôn trọng cúng dường cái này thì chính xác cho nên Cho dù rằng Pháp môn khác nhau Cũng đều là hàng phục vọng tưởng Thiền tông Thiền tông dạy bạn ngồi thiền Mục đích của ngồi thiền là ở chỗ nào vậy? Để định tâm lại Hàng phục vọng tưởng Giáo hạ dạy bạn đọc kinh hiện nay giáo hạ không giống như trước đây rồi, trước đây học giáo không đơn giản. Bạn muốn học tông thiên thai, bạn vừa nhập môn thì sư phụ đã đem pháp hoa ba bộ lớn đưa cho bạn rồi. Đây là kinh điển căn bản của tông thiên thai. câu chữ Kinh Pháp Hoa Quyền nghĩa Kinh Pháp Hoa ma Hà Chị Quán Ba bộ lớn này trước đây Sách đóng bằng dây buộc đó Chồng lên nó dày cỡ này Một chồng Yêu cầu bạn học thuộc tất cả Nếu bạn không có năng lực Để học thuộc Thì bạn không có tư cách bước vào giảng đường Tại vì sao vậy? Giảng đường nghe kinh giảng kinh không giống như chúng ta hiện nay có bản kinh, họ không có bản kinh. Lão hòa thượng giảng đến quyển thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, mọi người đều thuộc cả rồi, đều rất rõ ràng. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển rồi, in sách thuận tiện, mỗi người đều có thể có một bản, trước đây không có. Trước đây kinh điển chỉ có ở lầu tàng kinh, chỉ có một bộ. Người trong chùa nhiều đi nữa Nhưng kinh điển chỉ có một bộ như vậy Cho nên phải đi đọc kinh Phải đi chép Mượn bạn ở trong lầu tàng kinh về Tự mình chép Không có chỗ nào để mua Người hiện nay phước báo lớn Kinh điển in một cái là Mấy chục dạng bản Mỗi người cầm một bản Cho nên trước đây mọi người Có kinh điển quý báu không gì bằng Rất khó được rất hy hữu Họ có tâm tôn trọng Chúng ta hiện nay tâm tôn trọng Không còn nữa Cho nên sự thành tựu của chúng ta Không bằng người xưa Người xưa thật sự cung kính Cho nên nói ra Trang thứ mấy, hàng thứ mấy Đều biết cả Thuộc lòng tất cả rồi Thầy cũng thuộc lòng, học trò cũng thuộc lòng Vậy thì mới có tư cách Đến giảng đường để nghe kinh vào thời đó gọi là năm năm học giới cho nên tu hành vừa vào cửa núi bất kể là xuất gia hay tại gia trước đây người tại gia ở trong chùa chiền tu hành dùng công rất nhiều ưu bà tắc ưu bà di để tóc tu hành thường ở trong chùa chiền giống như đời sống của người xuất gia vậy Năm năm học giới Mới bước vào năm năm này Bạn chưa có tư cách Đến giảng đường nghe kinh Bạn cũng chưa có tư cách Đến niệm Phật đường để niệm Phật Cũng chưa đủ cách Đi nghe giảng tham thiền Đều chưa đủ tư cách Năm năm này làm cái gì vậy Đảm nhận lao dịch Tự diện đại chúng người nhiều Có rất nhiều công việc phải làm Bạn phải đi làm công phân công bạn đi làm công thì bạn làm công làm công là gì tu phước bạn không thể không có phước báo tu phước ngoài giờ làm việc bạn tự mình đi đọc kinh đều đem nó học thuộc ý nghĩa không cần chú ý trước tiên cứ học thuộc đây là công việc làm bước đầu tiên năm năm học giới là làm cái này Chúng ta xem thấy ở trong đàn kinh Bạn thấy Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Sau khi đã bước vào cửa núi rồi Được phân công vào trong táo phòng để làm việc Táo phòng là tương đương với hạ diện của nhà bếp Ở trong đây là chẻ củi, giá gạo Ngài làm cái việc này Chúng ta biết vào thời đó Đạo tràng của ngũ tổ Trú chúng có ba ngàn người Ba ngàn người ăn cơm vào thời đó thì nấu củi gạo là phải giả không phải giống như hiện nay là xây bằng máy bạn mới biết bao nhiêu người làm việc ở trong đó đó là công việc rất vất vả cái công việc này thông thường đều là 5 năm như thế đại sư huệ năng ngài là một thiên tài nhân tài kiệt xuất là người tái lai chứ không phải người phổ thông tám tháng đã khai ngộ ngài đã đi rồi ngài đã làm ở đó tám tháng cái này là với vào cửa phật giai đoạn tu học đầu tiên ở nơi đây đem những tập khí phiền não đó trước đây của bạn ở trong công việc mài sạch đem vọng tưởng tạp niệm của bạn Dùng phương pháp đọc kinh Đem nó dọn sạch Rất hay Biện pháp rất hay Mục đích của đọc kinh là ở chỗ này Thế nhưng chúng ta niệm Phật Cũng là đem vọng tưởng tạp niệm Niệm sạch Thì chẳng phải phương pháp khác nhau Nhưng mục đích đều là Hàng phục tâm như sao Dùng phương pháp khác nhau Có người dùng trì chú có người dùng tĩnh tọa có người dùng đọc kinh có người dùng niệm phật đây là nêu ra mấy thí dụ phương pháp nhiều là phải mục đích ở chỗ nào vậy đều là hàng phục vọng niệm đây là điểm các vị cần phải nhớ kỹ sau đó mới biết chúng ta tu hành là tu cái gì chính là tu sạch vọng niệm chứ không có gì khác như thế tu hành có công phu hay không Có đắc lực hay không Là ở ngay chỗ này mà khám nghiệm Kiểm tra thử xem Ta năm nay so với năm ngoái một chút Vọng tưởng ít rồi Thế là có tiến bộ rồi Nếu như Nghĩ thấy năm nay vẫn gần giống như năm ngoái Thế là Bằng một năm nay đã luống công rồi Bằng một năm nay không tiến bộ Nếu như nói tôi không học Phật Vọng niệm còn ít Học Phật rồi vọng niệm càng nhiều hơn, thế thì bạn đã quá đổi sai lầm rồi. Bạn đã hoàn toàn đi sai đường rồi. Bạn đi không đúng đường. Không phải sai lầm trên lý luận thì là sai trên phương pháp. Mới có thể tạo ra chuyện buồn cười như vậy. Giả như phương pháp chính xác, lý luận chính xác thì nhất định là phiền não sẽ dần dần giảm bớt. Tâm địa sẽ mỗi ngày một thanh tịnh hơn, tâm thanh tịnh, sanh trí tuệ. Cho nên nói, phiền não giảm rồi thì trí tuệ tăng lên, cái này mới là mẫu của công phu đắc lực. Tôi cũng thường hay gặp phải một số đồng tu đến nói với tôi, họ nói họ niệm Phật đọc kinh. Đọc kinh đã đọc đến mấy tháng. Có người đã đọc một vài năm. Mà vọng tưởng tạp niệm vẫn rất nhiều Họ hoài nghi Bắt đầu hoài nghi Đến hỏi tôi Dường như Không có hiệu quả gì Thực ra không như thế Thực sự có hiệu quả Bạn cái công phu đó vẫn chưa đến nơi Không nên hoài nghi Tiếp tục nỗ lực bạn sẽ thu được hiệu quả nếu như đã khởi tâm hoài nghi thì công phu của bạn phải giảm đi rất nhiều nếu bạn muốn nhìn thấy hiệu quả sẽ rất khó khăn rất khó khăn cái pháp môn này nói thật ra vận dụng vào tất cả pháp môn đều tương thông không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn bất luận dùng công phu gì phải nhớ kỹ cái nguyên tắc này đó là không có chuyện không thành công cần phải biết tập khí phiền não của bản thân chúng ta không phải hình thành trong một đời này nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp đến nay đã hình thành cái tập khí phiền não này Bạn nói cái thứ này Thật là thâm căn cố đế rồi Chúng ta ngày nay mới học Phật có mấy ngày Mới học mấy tháng Mới học một vài năm Liền muốn đem nó chuyển trở lại Thì đâu có chuyện đơn giản như vậy Nếu như nói đơn giản như vậy Người học Phật chẳng phải ai nấy Đều thành Phật rồi à Không có đơn giản như vậy Cho nên người thật sự có thành tựu đó chính là ở trong phật pháp nói có thiện căn có phước đức ai là người thiện căn không hoài nghi là thiện căn họ biết rất rõ ràng rất minh bạch con đường chọn chính xác rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa là thiện căn không xen tạp chịu nỗ lực đó là phước đức có người đó thực sự có phước rồi họ một đời này quyết định thành tựu chúng ta nghi ngờ chúng ta muốn thoái chuyển lúc tiến lúc thoái cái này tự mình phải giác ngộ thiện căn phước đức của chúng ta rất cạn không đủ sâu dày không đủ sâu dày Không sợ Bây giờ có thể bồi dưỡng Ta chỉ cần nỗ lực Chỉ cần chăm chỉ cố gắng Ta có thể bồi dưỡng Ta có thể đem thiện căn phước đức của mình Đạt đến cái trình độ này Trong một đời này Cũng có thể thành tựu Không nên ghét hại chính mình Phàm là người Có thể nỗ lực quyết chí thì không có người nào không thành tựu. Cho nên nhất định phải có trí tuệ, phải biết cái chúng ta tu là gì. Hai câu nói này của người xưa nó thật ra là nhổ bỏ từ trên gốc rễ của vọng niệm chúng ta. Chỉ cầu dứt vọng, chớ tìm chân thêm. Vì sao vậy? Nếu bạn muốn chân, lại là vọng tưởng, chúng ta muốn trừ vọng tưởng sao có thể trên vọng tưởng lại thêm vọng tưởng chứ thí dụ có người hỏi tôi tôi thường hay gặp pháp sư à con niệm phật khi nào có thể được nhất tâm họ niệm niệm muốn được nhất tâm tôi liền thành thật nói với họ tôi nói bạn đừng hy vọng bạn trong đời này sẽ không được nhất tâm đâu họ hỏi tại vì sao vậy bởi vì bạn có một cái nhất tâm cái vọng niệm đó tồn tại thì bạn không thể được nhất tâm không được phép cái ý niệm này không còn nữa thì bạn đã nhất tâm rồi còn có một ý niệm cầu nhất tâm ở trong đó như thế bạn làm sao có thể nhất tâm được lời tôi nói đều là lời chân thật không có hy vọng nhất định phải biết cho nên nói mạt cánh mịt chân tuyệt đối không cầu chân cái giọng hết rồi chính là chân cái giọng hết rồi lại muốn tìm một cái chân thế là lại biến thành giọng rồi cho nên phía trước nói trên cầu phật đạo không được có cái ý niệm trên cầu phật đạo này phải có nguyện lớn trên cầu phật đạo chứ không được có cái ý niệm này có cái ý niệm này là không thể cầu được cho nên nói với bạn thực không có gì để cầu Thực không có ai để độ Đem cái ý niệm này buông sạch Chỉ cần đi làm thì một cách tự nhiên Sẽ thành tựu Viên mãn ngay Đều là cái ý nghĩa này Không những sơ phát tâm Thực sự từ đầu đến cuối cùng Cũng chỉ có cái công phu hàng phục Cho đến thành Phật cũng không trụ vào đâu cho nên trong kinh nói vô trụ cái nguyên tắc này là từ đầu đến cuối từ sơ phát tâm mãi đến viên mãn thành phật đều là một cái nguyên tắc vô trụ này một cái nguyên tắc một cái đạo lý cho dù phương pháp khác nhau ta niệm phật họ tham thiền họ trì chú phương pháp không như nhau nhưng cái nguyên lý nguyên tắc đó nhất định là hoàn toàn như nhau ta niệm phật không trụ vào tướng niệm phật tham thiền không trụ vào tướng tham thiền trì chú không trụ vào tướng của trị chú Hiện nay Tại sao người tham thiền Nhìn người niệm Phật thấy chướng mắt Người niệm Phật Nhìn thấy người trị chú cũng thấy chướng mắt Nguyên nhân gì vậy? Đại dính tướng Nếu như tất cả đều vô trụ Thì tâm liền thanh tịnh, bình đẳng Thế mọi người chắc chắn chung sống một nhà hoan hỷ rồi Chính là bởi vì dính tướng Dính tướng là tu mù luyện quán Là làm giả không phải là thật Làm thật thì mọi người chung sống hòa thuận Làm giả lại đánh nhau dở đầu chảy máu Thế thì vô phương rồi Ở trong giả có xung đột Có ý kiến Ở trong thật không có Ở trong thật Tâm đều rất thanh tịnh Mà cho đến thành Phật Bạn vẫn giữ vững cái nguyên tắc này dẫn tu là tu cái này mặc áo không dính cái tướng của mặc áo ăn cơm không dính tướng của ăn cơm làm việc không dính tướng của làm việc không dính cái tướng của làm việc thì sẽ không mệt làm nhiều đi nữa cũng không bị mệt tại vì sao họ bị mệt vậy bởi vì họ dính tướng đối nhân sự thế tiếp vật thảy đều không dính tướng Thì cái cuộc sống đó là Rất dễ sống Là rất tự tại, rất mỹ mãn Trò chơi nhân gian Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Được đại tự tại Không trụ sanh tử Không trụ niết bàn Đây là nói đến chỗ cùng tổ Người hàng phục ra Không còn phương pháp tiến tu nào đây là điều nhất định phải ghi nhớ thật kỹ chúng ta ngày nay đọc kinh vô lượng thọ niệm a di đà phật nếu không dính tướng không dính tướng công phu của bạn liền đắc lực ngay đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không có mong cầu Chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc Đây là chỗ khác nhau Giữa tình tông cùng bát nhã Chỉ một điểm nhỏ như vậy Chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc Nếu bạn có thể làm được như vậy Thì phẩm gì giảng sanh của bạn Không phải thượng thượng phẩm Cũng ở thượng trung phẩm Không thể ở thượng hạ phẩm Phẩm gì này là cao rồi Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm bạn thanh tịnh, bình đẳng giác. Phần trước Thế Tôn đã đưa ra một cương lĩnh. Phía dưới chính là nói kỹ, phải giải thích rồi. ưng như thị hàng phục kỳ tâm cái mà như thị chỉ là gì vậy dưới đây đi một thí dụ sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại nhược ngoãn sanh nhược thai sanh nhược thấp sanh nhược hóa sanh nhược hữu sắc nhược vô sắc nhược hữu tưởng nhược vô tưởng nhược phi hữu tưởng phi vô tưởng mấy câu này không chỉ là nói tất cả chúng sanh trong lục đạo tam giới cho dù ngay cả thanh văn duyên giác bồ tát cũng không thể vượt qua ngoài nó hay nói cách khác chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới toàn bộ ở trong đó Chúng ta phát tâm Phải phát đại tâm như vậy Ngã giai lệch nhập vô dư niết bàn Nhi diệt độ chi Như thị diệt độ Vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả đây là phật nói rõ cho chúng ta vô cùng cụ thể nên như vậy mà hàng phục tâm dùng cái phương pháp này cái phương pháp này rất tuyệt diệu chúng ta phải biết phải hiểu rõ triệt để phải học Chúng ta những vọng tưởng tạp niệm này Là có thể phục được Niệm Phật Công phu là có thể đắc lực rồi Danh tướng thuộc ngữ Của những văn tự này Từ phổ thông Chúng ta đều lượt bớt Cũng không cần giải thích Để tránh làm mất thời gian Thông thường rất dễ có thể tra ra được Duyên hợp hiền sanh Duyên tán tức diệt Đương thể tức không Liệu bất sợ đắc Đây là nói rõ Thực tướng y chánh trang nghiêm Của chính Pháp giới Y là hoàn cảnh Hoàn cảnh đời sống Chính là thân thể Từ Bồ Tát Mà cho đến địa ngục Đều là do nhân duyên sanh Duyên Chúng ta người hiện nay Nói điều kiện Chúng duyên hòa hợp Rất nhiều rất nhiều Điều kiện hợp lại Thì cái hiện tượng này Được sanh ra Duyên hợp Liền hiện thân Hiện là hiện tướng Cái hiện tượng này Xuất hiện rồi Sinh ra rồi Xuất hiện rồi Duyên tan tức diệt ừ. Duyên Không thể hợp vĩnh viễn được Thời gian của cái hợp đó Dài hay ngắn Có một cái sức mạnh Đang thao túng nó Ở Phạm Phu Gọi là nghiệp lực Nghiệp lực đang thao túng nó cái thời gian hợp này dài hay ngắn chư phật bồ tát là nguyện lực quá khứ ở trong nhân địa họ phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh cái nguyện lực này cái này là sức mạnh chi phối thời gian tụ hợp dày hay ngắn của mọi hiện tượng cái này là chúng ta phải biết lấy người chúng ta để nói thỏa mạng của mỗi người chúng ta không như nhau thỏa mạng do ai làm chủ vậy không phải do diêm la làm chủ cũng không phải do thượng đế làm chủ mà do nghiệp lực chúng ta làm chủ cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail chấm người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật